Phụng sư thích ca mâu ni Phật. Thưa đại chúng hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2022. Các vị thấy là chúng ta hết cái tháng 10 rồi nghe. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ năm của phẩm lợi dưỡng. Bí su bất xả lợi hạ liệt trung liệt hỷ nhất pháp ứng quán sát thiểu trí năng đắc thoát cẩn thận thường y giới vô tham trí dạo tán mình chia làm hai đoạn thôi bí su bất xả lợi tức là thầy thì kheo mà không có bỏ được lợi dưỡng danh văn hạ liệt trung liệt hỷ thì những người vô trí phàm ngu họ rất là thích thú tại vì có bạn đồng hành <laughs> câu thứ ba nhất pháp ưng quán sáng một pháp để có thể tu tập quán chiếu thiểu trí năng đắc thoát một pháp đây nó hàm nghĩa rằng là pháp xả ly lợi dưỡng danh văn nếu anh có thể quán chiếu tu tập được nó đòi hỏi người có trí tuệ nhất định chứ không thể là người vô trí phàm phu có khả năng đoạn trừ được lợi dưỡng danh văn nó là cái món mà thiên hạ cũng thèm khác cả cẩn thận thường ý giới có nghĩa là rất là cẩn thận trong đời sống bình thường về cái ăn mặc và duy trì giới pháp đã thọ vô tham trí giả tán người mà không có tham muốn lợi dưỡng danh văn thì bậc hiền trí rất là tán thưởng rất khen ngợi tịnh hạnh tránh căng lực ưng đương tự tư duy đời sống tịnh hạnh là một phương pháp chân chính nhất để làm tăng trưởng được ngũ căng và ngũ lực hãy khéo quán sát điều này và nếu cụ túc đắc tam minh giải thoát đắc vô lậu nếu đầy đủ căng và lực tức là ngũ căng ngũ lực thì từ nền tảng như vậy tư duy tu tập trí tuệ thì đầy đủ được tam minh và đoạn sạch lậu hoặc chứng được vô lậu trí đây là cái chuẩn mực đặt ra cho thầy thì kheo nghe thế thì chúng ta có một đại ý bài này thế này đại ý một tỳ kheo đệ tử Phật chân thật không để cho hàng vô trí phạm nhân khinh thường đời sống và sự tu tập đó là mình nói nhấn mạnh về mấy cái chữ này nghe tức là tùy kheo để tử phật chân chính còn nếu không chân chính thì thọ tha cho <laughs> tu phật phơ qua ngày tu để kiếm miếng sống thả bồng bềnh trong cõi tử sinh thì không mắc bớt chi phải bận tâm thế nhưng nếu anh là người thực sự phát táo lành muốn thành tựu được một người đệ tử Phật chân chính, một người xứng đáng bảo trì gia nghiệp của Như Lai, đại biểu cho thành phần tu sĩ cũng là thành phần kẻ sĩ giữa phàm nhân này. Chắc chắn là anh phải sống một đời sống thế nào đó để làm biểu tượng đạo đức, để cho người trí tán trợ không để cho hàng vô trí và vô khinh thường và nơi đây có hai phần quan trọng là đời sống bình thường của anh và sự tu tập của anh hai điều này chia ra như vậy nhưng mà đã dính liền nhau nghe đời sống của chúng ta ra làm sao làm thành sự tiến bộ trong đường tu tập ra làm vậy nhớ điều này đó là mình giải thích đủ dài dòng thế là cái bài dịch thì các vị đọc trong văn bản. Bài dịch này cũng khá là hay đây. đọc cho các vị nghe. tỳ kheo tham lợi dưỡng. kẻ hạ liệt đón mừng. một pháp nên quán chiếu. ít trí khó vượt thoát. thận trọng nhìn giới pháp. vô tham người trí khang. đây là đoạn thứ nhất. đoạn thứ hai hạnh tịnh gốc sức mạnh hãy tự mình tư duy đủ đầy chứng tam minh đắc giải thoát vô lậu đó là hai đoạn được dịch và trong cái bản dịch thì mình không có sửa chữ nào và cái điều nhắc lại đây đó là thế này thưa các vị trong văn bản dịch thì mình không có giải thích về căn và lực Thế nhưng mà đúng ra thì ngũ căn ngũ lực hai điều này đó là nền tảng để tư duy. Nó cũng là nền tảng để phát sinh trí tuệ. Nó cũng là nền tảng để thành tựu được tam minh, lục thông, chứng quả vô lậu. Cho nên mình sẽ khai thác cái phần này. Tịnh hạnh, có nghĩa là hạnh thanh tịnh nha. Hạnh thanh tịnh này. Ngoài cái việc gìn giữ giới pháp như lai chế định nghiêm túc nó còn những cái trợ duyên nhất định như là đời sống của vị tỳ kheo giảm bớt đối với những thọ dụng và dành thì gian đầu tư cho công trình quán chiếu tu tập thiền định đó là những vấn đề chúng ta sẽ khai thác trong các phần đoạn hai này thế nên bây giờ mình xóa cái bản này đi kiếm chuyện khác nói và mình sẽ khai thác hai vấn đề thôi vấn đề thứ nhất chúng ta bàn hai đời sống trong thân phận một tỳ kheo cái chữ thân phận này thưa các vị nó hàm nghĩa rằng là cái tình huống cái trạng thái là dĩ nhiên nó được hiểu rất là nhiều tầng nghĩa nghe ví dụ như người ta dùng cái từ thân phận tôi đòi đó tức là cái tình trạng của kẻ ăn người ở tình trạng của người bị trù dập thế nhưng mà chữ thân phận con người thì nó không nằm trong cái tình trạng như vậy tại vì nó chỉ có hai chữ thôi <laughs> tức là cái nghĩa vụ của một con người trách nhiệm của một con người và cái điều này Chúng ta nên lưu ý là điều thứ nhất là nó tùy vào trình độ nhận thức của chúng ta. Tức là có một nhận thức ở tầm nào thì người ta thấy mình có trách nhiệm với đời sống ngàn ấy. Khi nhận thức mình dâng đến một cái chiều cao, bây giờ họ hay dùng cái chữ tầm á, tầm cao. <laughs> nhưng mà ngày xưa thì dùng chiều cao nghe tức là cái trình độ nhận thức trình độ hiểu biết cái lương tâm của người ta được nuôi dưỡng ở một mức độ nhất định thì người ta mới thấy mình có trách nhiệm mình mới có lương tri mình mới bồi hoàn lại những ân tình mình đã thọ như cuộc đời đây là thân phận con người đó là một trách nhiệm mà được xã hội mặc định nghe Xã hội mặc định rằng một con người sinh ra giữa vùng đất này, đi chịu ơn của quốc gia, chịu ơn của làng xóm, chịu ơn của bố mẹ, chịu ơn của tổ tiên gây dựng quê hương đất nước. Điều đầu tiên phải làm đó là nếu là người con trai thì thưa các vị trả nợ cho quê hương vào những lúc chiến tranh hoạn hoạ nếu là người con trong gia đình thì thưa các vị phải làm được một điều đó là có bổn phận nhất định đối với người đã sinh ra mình nếu là người chồng thì cũng có trách nhiệm tương đương với người hôn phối của mình nếu là cha là mẹ thì chúng ta được mặc định rằng có trách nhiệm đối với những chúng sinh nó nương vào đời sống ta nó có mặt giữa nhân gian thế cho nên thân phận một con người bình thường thôi họ cảm thấy trách nhiệm của họ và đời sống của họ không phải chỉ riêng họ mà đời sống của họ đó là một gánh nặng đối với bao nhiêu mảnh ân tình họ đã thọ nhận để có mặt giữa dòng đời cho nên ngay thân phận con người này thưa các vị tùy vào cái tầm nhận thức vươn đến chiều cao nào thì người ta thấy mình có trách nhiệm với nhân gian ở chiều cao ấy Tất nhiên là cái điều này nó đặt ra cho chúng ta hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là với người kia khi cái tầm nhận thức của họ họ thấy rằng là họ có mặt giữa trần đời để họ trang trải cái bóng nợ họ đó vai thì đời sống họ rất là tội nghiệp. Tại vì chỉ có một việc đó là họ phải trả nợ. Thế nhưng nếu người đó cái tầm nhận thức của họ nó vươn đến chiều cao nó mang cái nội hàm đạo đức bên trong và cái việc làm của họ không phải là cái việc hoàn tác lại vì món nợ. việc làm của họ nó mang cái tính cách đó là niềm vui do họ hiến tặng lại cho đời. họ mở lòng vị tha, họ thương yêu người. nếu họ thấy đây là món nợ thì đích thực nó là một đời sống vô cùng nặng nề tội nghiệp. thế nhưng họ thấy đây là một việc đáng làm để nuôi dưỡng đời sống tâm hồn nuôi sống nuôi dưỡng tình cảm và nuôi dưỡng lòng vị tha thưa các vị cũng là thân phận một con người cũng là làm bao nhiêu việc hoàn tác lại cái món nợ ân tình ta đã mang đi vào đời thế nhưng mà đời sống người đó không có nặng nề không khốn khổ không cảm thấy là mình bị người ta rút ruột rút gan không cảm thấy là mình làm ra của tiền người ta xài và vô cùng tội nghiệp cho mình không mình làm ra rất nhiều của cải hiến tặng cho nhân gian người ta đón nhận mình rất vui đây là điều thứ nhất tùy vào nhận thức đạt đến chiều cao nào thì người ta làm cho giá trị đời sống người ta ở ngang tầm với chiều cao ấy ngoài giá trị đời sống nó còn có một phần rất quan trọng là nó làm thành cái phẩm chất hạnh phúc an lạc do sự hiến tặng của họ do đời sống vị tha họ đây là điều đầu tiên thân phận một con người giữa nhân gian nghe. Thứ hai, khi người ta sống tròn cái thân phận của một con người với một lương tâm và trách nhiệm, thì cái việc rất tự nhiên đó là hoàn thiện đời sống tự thân. Cái nền tảng của công trình tu thưa các vị, đặt trên những điều này nghe, Điều thứ nhất là khi ta sống tròn thân phận kiếp người của ta giữa nhân gian thì nó lại có được món quà rất lớn là ta hoàn thiện đời sống của chính mình trước cái đã vươn đến tầm cao của tâm thức giác ngộ thấp hơn giác ngộ đó là vươn tới tầm cao của tâm thức tràn đầy lòng vị tha lòng yêu thương Hấp hơn tầng nữa là con người sống tròn thân phận của kiếp người như vậy thì họ đủ phước điên, đầy đủ phước thu lậu để xin đi xin về giữa nhân gian hoặc ở thiên giới nghe tại vì với một tâm thức nó tràn đầy lòng thương yêu và nhân ái như vậy thì thưa các vị chắc chắn là họ không có gây khổ lụy cho họ và cho bao người xung quanh cho nên ta gọi rằng có được trình độ nhận thức sống tròn thân phận con người thì họ đã hoàn thiện đời sống tự thân họ. hoàn thiện đây. tức là sự trưởng thành của tình cảm, trưởng thành của trí tuệ và trưởng thành luôn nếu họ có tu thì trưởng thành luôn đời sống tâm linh nha ba sự trưởng thành trong sự hoàn thiện đời sống tự thân và okay. khi hoàn thiện đời sống tự thân thì thưa các vị cái việc tự nhiên là ngay đời sống họ họ đã làm được một điều tuyệt vời là hoàn tác lại những ân tình họ đã cưu mang này bố mẹ của ta sinh ra ta bằng hữu của ta hỗ trợ ta chồng ta vợ ta con ta thương yêu ta thì có bị tất cả điều đó họ hoàn tác lại một cách dư cho không thiếu người thiếu trình độ nhận thức tâm thức chưa phát triển sống không tròn thân phận một kiếp người thì đời sống họ đến và đi giữa nhân gian này họ thiếu trả quá đâu nghe này nợ của đất nước này nợ của người thân của bằng hữu và của ngàn vạn nhân viên hợp lại để làm thành một đời sống hoàn thiện một kiếp người và ta ăn quỵt thiên hạ thì có mà trả lời thì không do vì tâm của ta đôi khi nó rất là vị kỷ trong khi nuôi được đời sống tu tập hoàn thiện được cái phẩm chất và biết sống thế nào để tròn thân phận một kiếp người thì cùng một lúc làm được hai việc thành tựu được bản chất của chính mình và ngay đời sống này thưa các vị trang trải xong mối nợ món nợ ân tình ngay đó là hai điểm điểm thứ ba một người xuất gia Thưa các vị Có những loại văn bản mà không cần Chính phủ in ra Viết trong luật pháp gì cả Nó được gọi là loại mặc định nha Xã hội mặc định Công nhận như vậy Và điều này ta muốn nói rằng là Người xuất gia thưa các vị Là cái giá trị của họ được xã hội mặc định Xã hội Đông Phương Xã hội Tây Phương gì cũng mặc định rằng là Đây là thành phần Sống với lý tưởng cao quý một tu sĩ thì như vậy thôi Không có cách nào thoát được những cái điều mặc định của xã hội Và Người được xã hội mặc định rằng Đây là thành phần ưu tú của xã hội Là gương lành của xã hội Là gương đạo đức cho con người Thế thì thưa các vị Hắn có mặt hai đời sống công trong một lúc Đó là đời sống lý tưởng của tự thân Và Ngay đời sống lý tưởng này thì nó đã có một phần là sống vì người nghe người tu thưa các vị không phải là hắn chịu trách nhiệm về cá nhân của họ mà hắn còn chịu trách nhiệm đối với cái nhìn của thiên hạ nhìn vào người nghe nhìn vào chính tự thân nghe vừa sống cho chính mình vừa sống cho con người cho nên hai thân phận trong một con người xuất gia là như vậy các vị biết rằng là những người xuất hiện trên màn ảnh được gọi là người của công chúng hắn đâu thể lượm thà lượng thượng hắn xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ hắn dù rằng là đóng kịch dù rằng ca sĩ vân vân thưa các vị giai diễn nào diễn đúng theo giai diễn ấy ví dụ như là người sang quý là cái ăn mài thế nhưng mà thưa các vị đó là cái trường hợp của những người họ làm công tác phổ biến những cái thông tin hoặc là văn hóa cho cộng đồng do vậy cho nên cái sự yêu cầu cộng đồng là đời sống của người kia nó phải có một cái chuẩn mực nhất định diễn thì khác nhưng mà đời sống bình thường thưa các vị có ngàn con mắt soi vào cho nên người ta gọi những con người đó người của công chúng nghe thế thì từ ví dụ đó là các vị quy chiếu lại cái giai cấp người xuất gia này cũng được gọi là, là người của công chúng là công chúng này. anh không phải là người kịch sĩ anh sống thật bằng đời sống xuất gia của anh do vậy cho nên cái điều định nghĩa chúng ta là con người này cùng một lúc sống hai đời sống à một đời sống đó là đóng vai trò biểu hiện đạo đức giữa công chúng biểu hiện thành phần tri thức của loài người điều thứ hai để làm được điều này thì cái điều vô cùng quan trọng là sống rất thiệt nó chân tình nếu thêm một điều nữa điều thứ ba nữa thì thưa các vị con người này nếu họ hoàn thiện được nhân phẩm của người tu thì không có chi tự hào cả tại vì đó là lý tưởng của họ cho nên đối với người tu có đạo hạnh có trí tuệ trở thành bậc thầy có thể hướng dẫn tâm linh người ta thì viết bình thường nghe không có gì mà ghê gớm các ông thầy như vậy cả tại vì việc đó là việc ông phải làm Tôi tự hào tôi là người có đạo hạnh ư? Sai. Tự hào tôi là người trí tuệ ư? Cũng sai. Tự hào là người tu tập có chứng ngộ? Cũng sai luôn. Tại vì những điều này là những việc phải làm của một người xuất gia sống đời sống lý tưởng. Cái giá trị của họ được xã hội mặc định như vậy cho nên không có chi mà kiêu ngạo đối với một người xuất gia có đủ phẩm chất như vậy. Do vậy, thưa các vị, từ nền tảng một thân phận con người nhân gian như thế này hoàn thiện rồi thì đã đủ rất nhiều cái yếu tố và đã đủ được cái nền tảng nhất định để bước vào thế giới người xuất gia trở thành một tỳ kheo tăng chủ mực đây là điều đầu tiên ta nói về thân phận mọi con người nhân gian xin thưa thêm dù là thánh nhân dù là những vật tái lai nhưng mà họ hiện ra giữa trần đời này thì đầu tiên họ là thân phận một con người giữa nhân gian nhé trước khi nói đến người xuất gia trước khi nói đến một vị lạc đặc lai lạc ma một vị thiền sư vân vân thì trước mắt họ là một người mang thân phận con người y như bao nhiêu con người nhưng nó khác biệt ở chỗ là họ có tầm nhận thức đạt đến chiều cao họ có thể làm một việc tự nhiên là hoàn thiện đời sống tự thân của họ việc thứ ba là vì lý tưởng tu tập thành tựu giác ngộ cho nên họ xuất gia và nếu bước vào thế giới này thì cái giá trị họ được sau mặc định họ phải là biểu tượng đạo đức không lý do gì từ chối điều này người ta không phê phán chia những người đời uống rượu ăn thịt lăng nhăng đủ trò có gì đâu nó chuyện bình thường thế nhưng một người tu sống không chuẩn mực với đời sống người xuất gia người ta có quyền. Người ta có quyền nói <laughs> đủ trò và người ta có quyền mã lý ra. Đây là chuyện rất bình thường. Đẹp, người ta không cần khen. Có gì đâu khen. Chuyện đó chuyện của anh. Anh phải làm như vậy mà. Nhưng mà xấu người ta có quyền chê. Điều này nó không phải là bất công Nhưng mà điều này nó rất là công bằng Đối với cái nhìn của xã hội đây là điều thứ nhất Mình nói về thân phận một người nhân gian Đạt đến chiều cao nhận thức Phải như vậy Thế nên mình xóa này nghe Kiếm chuyện thứ hai Phần B của vấn đề Phần B mình mới nói đến một vấn đề Đó là thân phận có một tỳ kheo đệ tử Phật Thứ nhất Đây là ba ý mình khai thác để cho các vị nhận diện vai trò của một tỳ kheo tăng rất là nặng nề nha. Thân phận một tỳ kheo đi tử Phật. đòi hỏi phải đủ những yếu tố này. Tuy nhiên, xin ghi chú thêm, đây là tỳ kheo thiệt nghe. Còn tỳ kheo không thiệt thì chúng ta không bàn. mượn áo của Phật để sống qua ngày, để thả trôi cuộc đời bồng bềnh vậy thôi chuyện đó không cần bàn thế nhưng mà nếu thực sự là một tỳ cao tăng đệ tử chính thức của như lai đệ tử chân thực của như lai thì điều, điều đầu tiên phải làm đó là cùng một lúc hoàn thiện hai thân phận của một con người giữa nhân gian này thế nào là hai thân phận một đó là thân phận một con người của xã hội hai thân phận một giáo sĩ nghe từ giáo sĩ này mình mượn của kitô trong đạo phật thì không có giáo sĩ điều này mình muốn nói chi thưa đại chúng điều thứ nhất là trên nền tảng của một con người đủ lương tri đủ trí tuệ và đầy đủ những bổn phận của một con người tức là con người này hoàn thiện về phẩm chất đạo đức đối với xã hội đời thường hay nói một cái từ khác Mình từng nói đó là Nếu là những người xuất gia thì phải là người tốt Hơn những người tốt Làm được những việc khó làm Nhịn được những việc khó nhịn Và Cực nhọc hơn những người cực nhọc Và có khả năng vượt ngang qua ngàn vạn chướng ngại Để đi tới trên con đường xuất gia Và con đường thành đạt được thánh trí Thay vì ở đời Họ tốt mười thì anh phải trên cả mười. Thay vì đời họ có khả năng chịu đựng được mười thôi. Nhưng mà anh chịu đựng nhiều hơn những điều đó. Cho nên nhẫn được những việc khó nhẫn. Tu được những việc khó tu. Bỏ được những việc khó bỏ. Mới đi vào con đường. Cho nên thân phận xã hội. Nó đòi hỏi người này phải hoàn thiện. Và bước cao hơn nữa. Và yêu cầu thứ hai đó là thân phận một giáo sĩ. Nó hàm nghĩa rằng ta nhìn vào anh. Không phải đơn thuần anh chịu trách nhiệm về tự thân không. Anh còn chịu trách nhiệm cho dòng chảy tâm linh. Anh còn chịu trách nhiệm cho vị giáo chủ khai sáng nơi Đức Phật. Và chịu trách nhiệm cho lý tưởng của một tăng sĩ được nhiều thế hệ đặt vào đời sống của anh. Người ta nhìn vào anh, người ta đánh giá đạo Phật của anh và nhìn vào anh đánh giá tập thể tăng già chứ không phải là riêng bản thân anh chịu trách nhiệm về anh thôi cho nên cùng một lúc hoàn thiện hai thân phận này trong một kiếp nhân sinh nghe quá hay dễ vậy khó đừng tưởng tu là chuyện trò chơi <laughs> đừng nữa lơm cơm rồi cạo tóc và ban năm rồi làm hòa thượng rồi dung dân dung giả dạ. qua mỹ ở được năm bảy năm gì đã có được cái thẻ xanh rồi kiếm một mớ tiền đi cùng nam cực bắc về việt nam đi từ bắc tới trung từ trung tới nam khoe mẽ rằng là tôi là thầy ở mỹ nọ mỹ kia thưa các vị không dính gì những điều mình đang nói đâu nghe đang nói thì nó đòi hỏi ở một cái tầm cao hơn và nếu đời sống người tu không loại trừ được lợi dưỡng danh văn những cái phù du những cái phù phiếm những cái con con rất nhỏ bé giống như là những cái thứ người ta bỏ đi ở nhân gian Rồi mình vô để mình kiếm mình lượm lại thì thưa các vị đây là một việc làm vô cùng tồi tệ và không xứng đáng với danh nghĩa một tỳ kheo đệ tử như lai cho nên cùng một lúc người đó sống hai thân phận một thân phận hoàn thiện của một con, con người đầy đủ trí đầy đủ nhẫn và đầy đủ lý tưởng vươn lên tầm cao của thân phận con người vượt lên trên những lợi lộc tầm thường vượt lên trên những cái tha muốn vật chất phù du đặt đời mình hoàn toàn vào một việc đó là lấy lý tưởng tu thành tựu sự nghiệp thánh trí giải thoát là nền tảng thì mới gọi rằng mang thân phận một giáo sĩ ngoài ra thân phận của giáo sĩ này nó còn đòi hỏi người này có năng lực truyền đạt chánh pháp người này có năng lực tri thức ở một cái chiều cao tối thiểu thì hơn người ta một cái đầu đạo đức hơn người ta một cái đầu trí tuệ hơn người ta một cái đầu điều này vẫn chưa đáng nói tại vì trí tuệ thì ở đời có nhiều điều đáng nói hoàn thiện thân phận một tỳ kheo đó là họ vừa có trí tuệ nhưng mà họ vừa mở được con đường nhắc dẫn người khác đi vào đời sống tâm linh họ có năng lực hướng dẫn người ta tu đây là cùng một lúc một tỳ kheo tăng thực sự hoàn thiện được hai thân phận trong đời sống bình thường của một kiếp người nghe điều thứ hai con người này phải làm được cũng hai điều luôn một là chi Dành một đời thọ học Pháp như Lai Chưa chắc gì đợi anh học xong <laughs> Đừng tưởng kinh Phật chỉ có dạy quyển Học tụ lòng ơn cái tan đi tụng tán kiếm ăn là đủ nghe Di đào, danh du lan phổ môn đại bi thập chú và lăng nghiêm Nhưng nó thưa các vị không nghĩ gì đâu Chẳng qua đó là thời khóa nhất định Đừng nghĩ rằng Sáng bon bang ôm bộ đoàn tổ cũ lên tỏ thiền một tiếng hai tiếng tối bon bèn lên tỏ thiền một tiếng hai tiếng trưa chuông đánh bạn kêu ôm bác đi khất thực đi ăn rồi cũng ngọ xuống rồi thưa các vị ngần đó việc đáp ứng nhu cầu của thời khóa già lan là xong trách nhiệm tỳ cao tăng thưa đại chúng chừng đó chưa nghĩ lý gì đâu nghe tại sao giáo pháp như lai không để lòng thì đạo màu không đâu mở ra cho anh được cánh cửa đạo nó không cho phép cái cái sự biến lười của tri thức không cho phép sự học hiểu chánh pháp một cách lơm cơm đừng nghĩ rằng tôi chỉ tu tôi không cần học không thưa các vị không học biết đường đâu mà tu tâm thức của anh nó như ông vợ tổ anh chưa có khả năng điều phục nó chưa bắt nó lại nó dừng lại ngay bây giờ và càng không biết cách nào để làm cho tâm anh nó dừng lại những vọng động lăng xăng chưa phân biệt được giấy niệm nào là ác niệm giấy niệm nào là thiện niệm chưa phân biệt cái gì là vọng thức cái gì là trạng thái vô ký cái gì là trạng thái tịch nhiên của tâm tĩnh lặng vô niệm mà đầy trí tuệ thưa các vị làm sao các vị biết mà tu do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là vừa thỏa pháp như lai để học với hành trì để làm cái đời sống mình dâng lên từng ngày từng ngày cùng một lúc phải làm được việc thứ hai đó là gì bồi đắp dòng chánh pháp như lai nha tiếp tăng độ chúng xây dựng già la cống hiến trọn vẹn đời sống mình cho tam bảo không hề nghĩ rằng là của cải này vật chất này chùa viện này đệ tử này là công trình của ta anh không có công gì trong đây cả Tất cả đều là lực dụng của Tam Bảo. Đừng nghĩ rằng tôi cắt được cái chùa là to tát. Đừng nghĩ rằng tôi đổ được 500 người xuất gia là ghi gớm. Không! Hãy nhớ rằng là một đệ tử như Lai những việc này là việc bổ phận phải làm để bồi đắp dòng chánh pháp như Lai. Trả ơn 10 phương Tam Bảo còn chưa hết. Có gì đâu mà kiêu ngạo với tự hào. Thế cho nên một thân phận thì theo cùng một lúc sống thì sống chuẩn mực rồi nhưng mà cùng lúc phải làm được hai việc là vừa học không biết mỏi mệt vừa hành đạo bồi đắp dòng pháp như lai không biết mỏi mệt anh chỉ có được quyền mỏi mệt lúc không còn thở mà thôi nghe chứ còn còn thở vào thở ra thì không cho phép một thầy đi kheo chỉnh bản đối với công trình vừa tự học tự tu tự hoàn thiện thánh hạnh và thành tựu những công trình hoàn pháp độ sinh mà không tự nào một việc chi làm cho dòng pháp như lai chiếu sáng ở nhân gian cả cho nên điều thứ ba thưa đại chúng cái điều này nó là lẽ bình thường chứ không có phải là tôn vinh gì mấy thầy đâu nghe khi họ có tu tập khi họ có phẩm chất như những điều mình đã nói họ vươn đến chiều cao như vậy họ thấy trách nhiệm hơn như vậy họ sống đúng với thân phận một tỳ kheo như vậy thì họ thấy thì là phà nhưng họ là thánh á. tại sao vậy tâm thức của họ nó vươn ở chiều cao điều thứ hai việc làm của họ không tư lợi không vì họ không vì cái chi cả mà đó là cái sự hoàn thiện nhân phẩm của một con người hoàn thiện nhân phẩm một vị tỳ kheo cho nên thưa các vị ngay hiện đời họ cũng là thánh rồi đây họ kế thừa trong dòng giải chánh pháp họ là một món quà hiến tặng văn hóa cho xã hội loài người hiến tặng cái niềm cảm hứng cho con người do vậy cho nên những con người như thế này thưa các vị ta thấy thì rất phàm vẫn giống như chúng ta không khác gì cả vẫn mà ngang buổi dọc thế nhưng họ là thánh là do vì họ mang cái trách nhiệm điều thứ nhất đó là làm thành tựu được bản hoài của mười phương chư Phật giao phó nên nhớ nghe tỳ kheo tăng là người kế thừa dòng trải chánh pháp và con lớn của như lai à. cho nên điều thứ nhất kế thừa được trách nhiệm của mười phương chư phật giao phó làm cho dòng trải chánh pháp trải được lâu bền trong cuộc đời cho nên ngay điều này lý tưởng này họ cưu mang nó và họ sống được với điều này họ đó là thánh giữa nhân gian rồi Điều thứ hai, đời sống bình thường của họ thì không khác gì ta cả. Họ vẫn bệnh, vẫn đau, vẫn ốm yếu và cũng già, cũng chết như bình thường. Cho nên ta gọi người đó cũng phạm do vì họ mang hình thể hữu vi sắc chất như chúng ta. Có ngũ quẩn như ta. Thế nhưng mà tâm thức của họ, lý tưởng của họ, đời sống phạm hạnh của họ và trí tuệ của họ thì được gọi là bậc thánh giữa nhân gian là như vậy. Đây là ba nét ta nói về thân phận của một tỳ kheo đệ tử như lai. Thế là điều thứ ba Của thân phận một tỳ kheo đệ tử Phật nữa Mình Khai thác ba điều Kiếm chuyện hơi nhiều nha Điều thứ ba Ba điều <laughs> Mình gọi ra đây để cho các vị nhận diễn nha Nhận diễn về vai trò của tỳ kheo tăng Rất là quan trọng và cũng rất là nặng nề điều thứ nhất, ngay cách sống của mỗi người chúng ta nói được bao nhiêu điều rồi, cái điều này rộng lắm nghe, ví dụ, anh ăn anh nói anh cười anh đi tới đi lui anh cư xử với người thưa các vị là người ta có thể nhìn ra anh là người cao sang quyền quý hay nhìn ra anh là cái ăn mài dù anh mặc cái áo hoàng bào hay <laughs> anh mặc cái áo rách chi nữa thưa các vị cái nhân cách của anh nó không có thể trốn vào đâu được nó biểu lộ hoàn toàn trong cái nhìn của anh cái cư xử của anh cái đi đứng của anh do vậy nên nhớ là không ai chịu trách nhiệm đời sống của ta bằng chính ta nghe Có hàng nghĩa là tùy cái mức độ nuôi dưỡng mình ra làm sao thì mình biểu lộ nhân cách của mình ra làm vậy Tùy mức độ nuôi dưỡng mình bằng phước lành đã làm sao Thì mình biểu hiện đời sống của mình giữa nhân gian này Trong điều kiện hoàn cảnh xã hội Và những hưởng thụ đời sống mình ra làm vậy Phước lành của mình nó tương ưng với Tết nhà giàu thì chắc chắn là mình không thể ngạc Phước lành của mình nó tương ưng với một vị lãnh tụ quốc gia Thì chắc chắn rằng sớm muộn chi anh cũng bị đẩy lên làm một vị lãnh tụ quốc gia Phước lành của anh trần gian này không có đáp ứng nổi cho nên anh phải lên thiên giới anh làm vị thiên đế nghe do vậy cho nên thưa các vị không ai chịu trách nhiệm đời sống chính ta bằng chính ta từ điều này quy chiếu lại không ai chịu trách nhiệm về đời sống một tỷ kheo tăng bằng chính anh chàng đó hết anh sống ra sao thì người ta gọi anh là ông thầy hoặc người ta không kêu bằng ông thầy người ta kêu bằng chi thôi kệ để đó đi họ nói gọi bằng thầy, gọi bằng hòa thượng, gọi bằng thưởng tỏ, nó không hàm nghĩa rằng là nơi trong tiếng kêu ấy, danh xưng ấy người ta có cái trọn vẹn về niềm kính trọng đó nghe có khi danh xưng là một việc, niềm kính trọng bên trong là một việc thấp hơn tầng này nữa thưa các vị danh xưng như vậy sao mặc định như vậy nhưng mà nó ghét quá nó không gọi lòng là thầy là làm chi nhau do vì nhân cách mình không đủ do vậy nên nhớ rằng cách sống của ta nó nói được nhiều điều lắm thưa các vị cách sống nó bao hàm rằng nói năng cư xử hành động nghĩ suy vân vân đứng đi ngồi nằm vân vân nó cũng là một cách sống nghe cho nên hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống chính mình người ta khinh thường mình người ta quý trọng mình người ta thương mến mình hay ta thù ghét mình thưa các vị đừng trách do người kia mà trách do chính ta tại vì ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều này ý thứ hai nó cũng liên hệ rất là rõ ràng đó là tất cả những biểu hiện của đời sống ta lớn tới nhỏ thưa các vị nó đều nói được tâm trạng của ta và đời sống của ta các vị giận một câu nói thôi người ta biết rằng tâm các vị đang lửa cháy các vị buồn câu nói thôi người ta biết rằng là lòng các vị đang chịu nặng lòng đầy ganh tị thưa các vị không thể nói một câu không có cái mùi chua chua như giống được lòng tràn đầy sự đắng cay nghiệt ngã thì không thể nói những lời nó dễ thương được thưa các vị dù cố gắng nói những lời dễ thương nhưng cái hậu của ngôn ngữ nó cũng có một cái vị đắng vị cay vị chua trong đó Tinh tế thì ta nhận ra điều này không trốn ai được đâu. Thế cho nên những biểu hiện trong đời sống của chúng ta này đi, này đứng, này nói, này cười. Thưa các vị, nó đều biểu hiện được tâm trạng của ta và tâm trạng ra làm sao thì nó làm thành. Cái nhân cách ta ra làm vậy nha. Nếu nhân cách anh là nhân cách của người cao quý thì thưa các vị chắc chắn rằng là tâm trạng của anh nó phải ở một cái ngưỡng cửa như vậy cho nên nói năng phải như vậy Lòng đổ lượng như vậy Lòng yêu thương như vậy Và nếu một vị tỳ kheo Tâm họ tràn đầy thánh pháp Và trú trong trạng thái Luôn là An lạc, luôn thiền định Thì thưa các vị Này đứng này đi này nói này cười Nó biểu lộ rõ ràng Cho tới lúc này bệnh Này là gần cái chết Họ cũng biểu lộ rất rõ ràng Về tâm thức của họ Cho nên từ nhỏ tới lớn từ bình thường cho tới tật bệnh ống đau thưa các vị những điều không thể trốn được là chính anh làm thành đời sống của anh nha điều thứ ba hãy nhớ rằng dù chưa hoàn thiện được vai trò của vị thánh chưa phải là một tỳ cao tăng chuẩn mực thế nhưng nên nhớ rằng là xã hội đã mặc định như vậy quy định như vậy nếu anh chọn đời sống tu thì anh phải sống như thế nào để không có bị xã hội người ta chế hiềm ta khinh thường ta mở lý và nếu không bằng lòng với một đời sống được sau, mặc định như vậy thì anh có quyền nhé. thế cho nên thưa các vị đây là ba ý mình nói về thân phận của một tỳ kheo tăng có hai thân phận trong một đời sống bình thường giữa nhân gian này xong một phần thứ nhất kiếm thêm một chuyện nữa điều thứ hai một đời sống sẽ đi khước từ đây là một cái câu tiêu ngữ rất là chuẩn mực nha một đời sống mà không xả ly lợi dưỡng danh văn thì thưa các vị con đường thánh đạo còn rất xa Tại vì đời sống con người không dài. Tham của, tham tiền, tham chùa, tham việc, tham danh, tham lợi. Thưa các vị, chắc chắn rằng là trong cái mớ bồng bông chỉ rối ấy, anh không thể nào có thể đầu tư thì giờ cho những tu học đàng hoàng. Do vậy, chỉ có một việc, xả ly, khước từ lợi dưỡng danh văn thì mới có cơ may thành tựu được thánh đạo nghe. Còn không thì thưa các vị, một kiếp này mình đam mê vật chất chạy theo lợi dưỡng danh văn thì nó lại làm thành một loại tập khí tức là một loại thói quen và có phước điền sinh ra kiếp sau thì ta cũng lây quay là một việc như vậy cũng chạy vại theo cái chuyện lợi dưỡng nhanh văn này lời khen này tiếng chê này của tiền này chùa cao phật lớn v vân thưa các vị dường như là chúng ta quay tròn trong cuộc tử sinh thôi thay vì tử sinh đó là tử sinh theo dục lậu còn này tử sinh thì cũng là tử sinh theo phước điền của phước hữu vi tạo do công trình tu tập một đời này cho nên nó làm mạnh và là tập khí và khó tẻ hướng đi vào con đường thánh đạo là như vậy và chúng ta có nhiều cái nhìn về vấn đề này cái nhìn thứ nhất đó là những tư cũ cần thiết tư cụ là gì cái từ này ở trong kinh văn họ dùng nhiều lắm nghe có hàm nghĩa rằng là, là những loại nhân duyên nó làm thành cái sự yểm trợ cho công trình tu tập gọi là tư cụ ví dụ một nhà nghiên cứu họ cần một cái phòng một không gian dụng cụ để nghiên cứu gần hơn gì hiểu hơn nữa là ông thầy dạy học như thầy phương Tịnh cần cái gì cần cái viết, cần cái bản. <laughs> Đây là những ngoại viên đó. thế là cũng cần cái chi nữa đi dạy học vậy. cần sức khỏe, cần khả năng diễn đạt, cần ngôn ngữ, cần ký ức, và vô, vô cùng quan trọng là, là ổng sắp xếp được từng câu chữ để có thể trình bày mọi vấn đề một cách rất mạch lạc. tất cả điều đó. nó tập trung lại, nó đủ đầy để làm một việc thôi. nó là truyền đạt chánh pháp dắt dẫn người ta tu thế thì dắt dẫn người ta tu đó là việc chính nhưng cái bản cái viết là việc phụ bên ngoài sức khỏe của thân giọng nói chắc thật và điệu bộ đi liền Cái giọng nói và suy tư một cách logic và ký ức một cách tốt lành để nhớ về những điều mình đã từng đọc thưa các vị tất cả điều đó đều là tư cụ nói như thế thì cái chữ tư cụ này các vị hiểu rồi nghe từ điều này Chúng ta nhìn ngược lại 37 phẩm trời đạo này mình nói lang thang. 37 phẩm trời đạo thế nhưng người cái đặc biệt kinh gì đà. Giờ lang thang chút cho các vị thể nghiệm nghe. Kinh hy đà. Trên cõi nước ấy cá lăng tận nhà hát lên tiếng pháp âm. Gió đung đưa qua vàng cây cũng có tiếng pháp âm. Và Phong kêu cũng có tiếng pháp âm Lá reo chim hót Nước chảy vân vân Thưa các vị đều có tiếng pháp âm Nhưng tiếng pháp âm đó nói cái chi Ngũ căn ngũ lực Thất bùa đề phần và mắt thánh đạo phần Thế này có phần đầu Trong 37 phẩm trời đạo không nghe nói Tứ niệm xứ Không nghe Tại sao vậy Giờ <laughs> hỏi nhau tại sao vậy Tại sao tiếng chim kêu cũng pháp âm nước chảy cũng pháp âm lá reo cũng pháp âm linh kiêu cũng pháp âm các vị bồ tát thinh văn vân vân vận dụng hoặc đức a di đà cũng vận dụng những phương tiện ấy làm thành tư cụ giúp cho những hành giả và những sinh dân trên cảnh giới đó họ niệm phật niệm pháp niệm tăng để họ tu phải không có vị tụng kinh di đà có vị nhớ bạn thế nhưng mà ta ngạc nhiên vô cùng tra ra thì ngũ căn ngũ lực thất bùa đề phần bát thánh đạo phần thôi còn tứ niệm xứ thì không có pháp âm đó là tứ chánh cần tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thất bùa đề phần về sao thôi nghe thế thì ta có thể nhận diện được rằng tứ niệm xứ là pháp hành trì tứ chánh cần tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần đó là cái phần hỗ trợ đó là tư cụ để có thể đi vào thiền tập đi vào thiền tứ niệm xứ để chứng nghiệm quả vô lậu thành tựu a la hán a la hán không có đơn giản là tự nhiên người ta kiết tập kinh a di đà người ta bỏ tứ niệm xứ mất không từ điều này các vị nhìn ra nghe những tư cụ cần thiết để chúng ta đi vào con đường tu tập gần có bao nhiêu thứ cái phần ngoại vi giờ mình nói để cho các vị nhận diện về cái bài học này đó, lang thang thì cũng phải đi vô bài học nhé, không thôi, thôi đi lạc đề sao? <laughs> ngoại vi yểm trợ để chúng ta có thể hoàn thiện được nhân cách để có thể sống một đời sống xả ly khước từ để đi vào thánh đạo cái phần ngoại vi rất cần đó là này lợi dưỡng danh văn trước không xả ly cái anh chàng này không có thì giờ đi tu luôn hết không xả ly những anh chàng này thưa các vị tâm đam mê, tâm dính mắt, tâm chấp trước, tự nhiên nó không có thì giờ để học phật pháp, không có thì giờ tăng trưởng trí tuệ, càng không có thì giờ để đi vào thiền định công phu tu tập gì cả. đừng nghĩ rằng, tôi tu theo pháp đại thừa, tôi mở rộng con đường hoàng pháp, tôi làm mọi việc là đủ để thành tựu thánh đạo nghe chưa. trước khi bước vào con đường đại thừa, anh hãy bước vững vàng trên con đường thành tựu tự thân đối với pháp học đối với pháp hành trí tuệ đủ đầy đức hạnh đủ đầy và ngay hiện thời này không một phút, phút giây nào rời pháp thì lúc bấy giờ bước vô dòng pháp đại thừa đi vào con đường bồ tát đạo thì quả mai mới có khả năng không trôi vào biển tử sinh còn không thì trôi vào biển tử sinh đừng có nghe mấy thầy bảo rằng là tu pháp đại thừa ngồi trên con thuyền lớn chở nhiều người thưa các vị tâm ta nó còn đầy tham đầy sân đầy si ngồi trên thuyền lớn thưa các vị từ cái nền tảng của tâm thức như vậy thì thưa các vị chắc chắn là buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn chắc chắn rằng ganh tị chắc chắn rằng tâm ái nhiễm lợi danh không thoát vào đâu được nó vẫn ở yên như thế thế thì càng làm phật sự lớn thì tham tâm càng lớn nghiệp chướng có khi cũng theo nhau với cái tham tâm nghe cho nên điều này hãy lưu ý về phần ngoại vi tư cụ cần thiết là phải xả ly và khước từ hai chữ này nó khác biệt cái nghĩa nghe xả ly là sao cái người ta có bỏ nó xuống khước từ là sao chưa có người ta mời mình cũng khước từ luôn và đủ can đảm đủ gan dạ với khước từ nhé và những già lan tự viện bạc tỷ nọ tỷ kia tự nhiên người ta cho mình cái mình về mình hưởng cái đời sống của một người làm chủ trì một sân môn lớn thưa các vị đó là những điều được mời gọi từ lợi dưỡng danh văn cho nên xả ly là bỏ những cái anh đang có khước từ và bỏ những cái đang mời gọi anh đi vào con đường lợi dưỡng danh văn đây chỉ là cái phần xã ly cần thiết làm thành cái nền tảng tứ cụ để đi vào của đường thánh đạo. Từ ngoại vi này, làm được rồi mới nói đến chuyện đi vô nội dung nha. Nội dung là chi? Thưa các vị, ngay cái đầu nguồn của tâm thức, đam mê, lợi dưỡng danh văn đó, đó là chi? Đó là tâm tham ái. Đó là tâm ước muốn ước muốn này nó cũng có nghĩa là tham vọng nha tham vọng này nó có hai phần tham vọng cho cá nhân thì thưa các vị đôi khi người ta nhìn ra thế nhưng mà tham vọng cho tổ chức người ta không nhìn ra đâu nghe người ta nghĩ rằng là vì sự trường tồn của phật pháp vì muốn cho tông môn pháp phái của người ta phát triển Vân vân thưa các vị cho nên mình gân cổ lên Mình tranh luận với thiên hạ Về cái hay của đạo Phật như thế này Thế nào thế kia Mã lý hoặc là Giảm giá đi Gọi cái tự giờ nay dùng đó là thì Dìm hàng tất cả tôn giáo khác Cũng là một loại tham vọng Tham ái này Thì nó phổ qua Rất là nhiều lĩnh vực nha Tham đối với Chùa viện tham đối với đồ tôn đệ tử tham đối với của tín thí cúng dường và thưa các vị dường như là không đạt đến một trình độ tu học và có được nhận thức nhất định điều này nó dễ xảy ra với người xuất gia chứ không phải khó khăn chi đôi khi mình cắt cái chùa to đùng hao biết bao nhiêu của tiền phật tử thế rồi có một bà đại gia nào đó mới phát tâm lành nói ôi con mơ ước được cúng giường xây dựng cái chùa bây giờ cái chùa đã rồi nhưng mà tiếc thai chùa đó chưa đủ đẹp bây giờ con cúng ba chục tỷ để xây một cái chùa đẹp hơn chùa đó nữa Và thưa các vị ta không nỡ khước từ bảo người cư sĩ đó tới cái chùa nghèo kia tới cái tổ đình nọ đang suy sụp tới một vùng đất mới các cái chùa mà ta nghĩ rằng là thôi với cái giá trị năm chục tỷ thì mình đập cái chùa này xuống chùa này xây con tỷ cho mấy Cắt cái chùa 50 tỷ cho nó xứng đáng đồng tiền quát gạo <laughs> dám làm vậy chứ hả dám nghe thưa các vị ta từng nghe chuyện này và các thầy không để hà chi cái chuyện là chùa mới xây đập ra xây cái chùa mới không hề gợi ý cho những người cư gia phật tử phát tâm lành đến một nơi chốn khác một điều một cái già lam tự viện đang hoang phế xây dựng không xây dựng chùa của ta thôi cho nên thưa các vị đây được gọi là tham ái đây ngay từ nền tảng tâm thức nó hình thành điều này thưa các vị con đường thánh đạo không thể đi vào được nhé cho nên điều đầu tiên khước từ lợi dưỡng nhanh văn thì mới xây được cái nền tảng vững chắc đi vào con đường tu tập không khước từ không thể thành tựu được sự nghiệp tu tập chắc như vậy luôn đây là điều thứ nhất Mình nói về những tư cụ cần thiết Điều thứ ba Nó có tránh và trợ Trong nhiều lĩnh vực nha Thế nào là tránh Thế nào là trợ Trong cái công trình nuôi dưỡng pháp hành trì Hoặc nuôi dưỡng công trình tu Ví dụ Tránh là tự tâm mình phát sinh Trợ là chi đó là sự yểm trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là hai điều này nó lại tương ứng với nhau. Khi có tránh thì có trợ nhé. Khi phát tâm lành hướng về con đường, khước từ lợi dưỡng danh văn, thì cái điều tự nhiên xảy ra đó là có rất nhiều nhân duyên nó yểm trợ ta để ta có thể xả ly được cái sự tham đắm chấp trước, tham vọng vân vân đối với lợi dưỡng danh văn. Điều thứ hai. Tránh và trở nơi đây thưa các vị Nó vô cùng quan trọng ở chỗ là Khởi chánh nhân trước nha Nếu mình Đặt cho mình một cái vai trò Một cái điều kiện, một cái trách nhiệm rằng Trong đời tu này Ta phải làm được một việc Hoàn thiện Năng lực học hành của ta cho Đến giai đoạn rất ư là đủ đầy Về con đường học Phật Pháp Xây dựng được Bồ Đề Tâm vững chắc và làm được công việc đó là cái tiến trình tu của ta càng ngày càng già thì chúng ta càng an trú được trong đạo chứ không có cái chuyện là vì buồn vì giận vì ghét vì thương vì lợi dưỡng danh văn gì nó hút đời sống ta khỏi cái vùng trời chú tâm để tu hết đây là chánh nhân các vị Pháp và khi chánh nhân phát như thế này rồi trở nhân nó sẽ khởi sinh đó là sẽ có những người bạn cùng tu sẽ có những người tương ưng với ta về tâm cảnh như vậy, về lý tưởng như vậy họ đến với ta và ngoài những con người hiện thực đóng góp cho công trình tu ta để ta thăng tiến trên con đường thành tựu được thánh trí, nó còn có cái lực vô hình của hộ pháp thiện thần chư thiên gia hộ và nhất là năng lực của chư phật gia hộ thì các vị dễ hoàn thiện được những tư cụ cần thiết để thành tựu được sự nghiệp tu tập nghe đây là ba yếu tố mình nói về tất cả những tư cụ cần thiết để chuẩn bị cho mình cái con đường đi vô cái công trình tu tập điều thứ tư tư cụ rất cần đó là chi trong cái nền tảng mà chúng ta khai thác của cái bài này đó nó có một pháp số rất là quan trọng đó là ngũ căn ngũ lực nghe tư cụ thứ tư đó là ngũ căn ngũ lực là cái gì năm căn một là tính hai là tấn ba là niệm bốn là định Đấy. thưa các vị cái điều mình khai thác ra đây là tư cụ cần thiết hai phần đầu ba phần đầu mình chỉ nói về những phần ngoại vi thế nhưng mà đây là tư cụ cần thiết nhất của một hành giả trên con đường tu tập để chứng nghiệm thánh đạo nghe nếu không có niềm tin chắc thật nơi tam bảo thì không khởi phát được cái lực tinh tấn nghe lực tinh tấn của mình không đủ sáng nắng chiều mưa khi khỏe mạnh thì tu chơi lúc bệnh thì nằm dài đó đó rơi nước ử và bỏ hết công phu và thưa các vị vẫn không thể thành đạt được chi cả đòi hỏi sự tinh cần liên tục tấn nó đòi hỏi là sự tinh cần liên tục nghe mới gọi là tấn không vì mỏi mệt không vì tật bệnh không vì già yếu không vì đi sớm về trưa Và bỏ công phu tu tập hãy lợi dụng mọi phút mọi giây mọi hoàn cảnh của đời sống mọi vận hành của cơ thể trong bốn nguyên nghi đều an trú tâm thì ta gọi rằng là có được lực tinh cần lực tinh cần này nó nằm ở trong cái chữ tấn đây và khi có được hai điều này cái niềm tin vững chắc đối với pháp hành trì ta mới có thể đi vô một phần của thiền tứ niêm xứ được anh muốn niệm thân hành ư ừ. thiếu hai phần này không niệm thân hành được đâu nghe thiếu niềm tin và thiếu lực tinh cần để nuôi dưỡng liên tục thì thưa các vị nhiều lắm là chúng ta tu phất phơ chơi thôi chứ cò. còn chú hoàn toàn trong trạng thái tâm quan sát thân này đi đứng ngồi nằm nói cười co duỗi nghiêng đầu nhau mắt những bài không thể làm được nó đánh mất và khi thân hành niệm còn chưa an trú được thì đừng hồng nói đến chuyện là tại sao thầy phước tịnh ông nói buồn là cái đối tượng bị biết nhìn nó nó tan mà tôi nhìn hoài nó không tan mà nó lôi cổ tôi đi vậy mình có tu đâu tu phất phơ chơi có thể học thì tu được chút sau buổi học là thì đâu vào đấy thì thưa các vị đừng hòng nói đến chuyện có thể làm chủ được những buồn những vui nghe đừng nói đến chuyện là tôi nhìn buồn nhìn vui thấy nó là đối tượng đang sinh đang diện rồi tôi là năng lực tâm bất động đang quan sát chuyện đó chuyện này không bao giờ xảy ra thế cho nên từ niềm tin vững chắc công bố hành trì rất là tinh cần thì niệm lực của các vị nó mới phát sinh mà khi niệm này nó mạnh đến đổi không có gì làm lung lai là. không có gì làm cho nó xây dịch nó trú trong trạng thái niệm như thế này liên tục thì gọi rằng là xin ra lực dụng của niệm nghe xin thưa căn và lực này nó liên hệ với nhau tính đó là niềm tin chắc thực Và nó sinh ra gọi là tính lực Tức là sức mạnh của niềm tin Sức mạnh niềm tin có rồi thì Người ta có thể xuyên phủng núi Sức mạnh niềm tin có rồi Thì người ta có thể mày mò Thử nghiệm một cái sợi tóc bóng đèn Tới một ngàn lần Như nhà bác học Mỹ Vẫn không sao xuyến Vẫn không bị lung lai Và tấn và tính này nó có mặt lại thì thưa các vị cái niệm này mới thành tựu và niệm thành tựu gọi là niệm lực định này thành tựu thì gọi là định lực tuệ này thành tựu thì gọi là tuệ lực năm điều này khi học học phật pháp khi tu tập thì nó phát sinh lực dụng nhất định và 10 điều này nó phối hợp lại thì nó làm cái gì thưa các vị đầu tiên là nữa làm thành một cái loại lực dụng vô cùng mạnh lúc bây giờ các vị không muốn tu cũng không được tự nó nó làm thành một cái quán tính nó có cái vị đi tới này không muốn an trú nơi trạng thái tâm bất động nhận biết tỏ tường cũng không được muốn nghĩ suy nghĩ suy không được nó đã thành một cái loại quán tính giống như là đầu tiên thì cần tới ba toa xe đầu máy kéo cho một tâm trăm toa tà hoặc một dài trăm toa tà thế nhưng mà khi lực dụng nó chạy trên đường ray được rồi thì người ta tắt bớt hai ba toa xe phía sau nghe chỉ cần một to đủ rồi nó là như vậy cho nên khi có lực dụng rồi thì thưa các vị nó tự động đẩy các vị đến thành tựu thánh trí và chứng nghiệm nước bàn đây là những tư cụ cần thiết chúng ta phải trang bị cho mình để có thể đi rất xa trên con đường tu tập thế rồi mình xóa ngay kiếm thêm phần thứ hai phần b của vấn đề mình muốn nói để cho các vị thư thả chút đó là thênh thang lúc bây giờ như dòng nước chảy này, nó tự đi <laughs> và thưa các vị đơn giản nhất khi người ta ngộ được pháp người xưa gọi là nhập lưu nghe ngộ được pháp thứ nhất khi thấy pháp Thế đây chúng rằng ngày xưa Đức Thế Tôn một thời thuyết pháp 10.000 cư sĩ chứng quả dự lưu ạ. À. Mà chứng quả dự lưu là cái quả gì mà nghe dường như là thích chí vậy. 10.000 người. Thưa các vị, đơn giản nhất gọi là mở con mắt pháp thôi. Gọi là pháp nhãn tịnh thôi. Được gọi là dự lưu. Dự lưu là dịch cái chữ tu đàn hoàng á, mình giải thích cái điều này để cho các vị nhập vào quả dự lưu cho rồi khỏi mất câu học mệt quá <laughs> chứng đi cho rồi <laughs> xin thưa rằng khi thấy được pháp sinh diệt thì người xưa đã có khả năng thả trôi mình đi dần dần vào biển giải thoát cho nên gọi là dự lưu gọi là nhập lưu có nghĩa là dự vào dòng chảy để làm thánh đi vào dòng chảy để làm thánh lúc bây giờ chỉ còn trôi theo dòng chảy đó đến quả thánh thôi cho nên gọi là dữ lưu và cũng được dịch một cái nghĩa rất là sáng dễ hiểu là là pháp nhãn tịnh có nghĩa là chi thưa các vị con mắt pháp trong sạch và đơn giản vô cùng đức phật chỉ cần nói ngũ quẩn vô ngã là hàng mười nghìn thính chúng người ta có thể ngộ nhập được cái chỗ này và đi vào dòng chảy thánh nghe thế nào là ngũ quẩn vô ngã nhìn coi thân này có phải là ta không? không? nhìn coi xúc cảm này buồn vui này có phải là ta không? không? nhìn coi nghĩ suy này có phải là ta không? không? nhìn coi hồi ức của ta, tưởng tượng của ta có phải là ta không? không? nhìn coi cái gọi là cá tính của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu ngạo của tôi, ký ức của tôi, tất cả những cái kho lưu trữ đó là tôi 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 tôi, tôi. có phải là mình không? không? Mình là người quản lý toàn bộ cái đó Mình là ông chủ của những cái đó Hay nói cái khác Bản chất của năm quận Thưa các vị đó là cái sinh diệt Còn cái con người quản lý năm quận Con người là ông chủ đứng ở ngoài Ông vốn là không sinh diệt Dễ hiểu chưa Nếu chưa dễ hiểu Giải thích thêm Thưa các vị Các vị nhìn coi Cái gì các vị thấy giữa tầng đời này Những đối tượng các vị quan sát này Cái tập này, cái bàn này cái máy này con người này là hội chúng đang học có phải là các vị không không cái gì tôi thấy cái đó là ngoài tôi tôi là con người duy nhất đây thế là các vị nhìn ngược vào bên trong cái gì các vị thấy buồn là đối tượng bị thấy vui là đối tượng bị thấy ganh tị nhỏ nhoi phiền não là đối tượng đang bị tôi thấy nghĩ suy là đối tượng đang bị tôi thấy và bất chợt trong đáy tiềm thức của tôi nó khởi lên một cái suy nghĩ vừa thoáng thôi Là tôi nhận ra liền Thế thì tất cả cái là cái bên ngoài Không phải là ta Là kho chứa của ta Là dụng cụ của ta thôi Tất cả cái Các vị nhìn ra nó không phải là mình Thì mình là cái gì Mình đích thực là cái con người quan sát Đích thực là cái tâm vô niệm Đích thực là trạng thái trí tuệ Đang thấy mọi thứ sinh diệt Khi thấy mọi cái sinh diệt Thì cái thấy không sinh diệt vô cùng dễ hiểu. thấy mọi thứ không phải là tôi, thì tôi là chủ thể thấy, mọi thứ là đối tượng bị thấy. đúng hay sai. đúng. hiểu ngang chỗ này thì các vị nhìn ra rằng năng lực, chánh niệm của các vị đang thực tập, nó vốn là chiếu sáng, lặng lẽ, không tên gọi, không buồn vui, không nghĩ suy, không có gì lợn cợn cả, nó luôn có mặt 24 tiếng đồng hồ trong một ngày bình thường thấy gì như không có nó thế nhưng mà nếu tu tập thuần thục rồi thì vừa chờ khởi ý niệm vừa chờ có buồn vui các vị liền thấy đây là buồn vui mà không phải là tôi buồn vui ngàn này tin vững chắc đi vô sự hành trì rõ ràng có được định lực và có một phần của ngũ căn ngũ lực thôi thì các vị đã có thể vững tin rằng là ngang đây ta chỉ có một việc là trôi vào dòng thánh không trôi vô đâu khác nữa lúc bây giờ thân này là của tôi cho nên tất cả những cái điều kiện đang sống chỉ là một món tiện dụng thân này là của tôi không phải thân này là tôi cho nên những liên hệ với thân này như bố như mẹ của tôi như vợ của tôi như chồng của tôi như con của tôi thưa các vị đều là những sở hữu bên ngoài tôi không phải là tôi và ngang đây họ đã giảm nhẹ đi ái kiến, giảm nhẹ đi ái chấp, giảm nhẹ đi buồn đau, giảm nhẹ đi những cố chấp muốn trừng trị, muốn tách phạt hoặc là muốn sở hữu tất cả những cái chung quanh. Họ nghiệm ra rằng dù sở hữu cả trời này cuối cùng cũng mất, chỉ có cái không mất đó là cái con người thật này. Thế thì thưa các vị, cái chuyện đến đi sinh diệt của cá pháp nữ vi hay các đối tượng, thưa các vị dường như là nó lỏng ra, nhẹ ra, rớt ra, không cần cố gắng gì cả. Tự nhiên ta xả ly rất dễ. Ta không thấy là mình cần phải bám víu, không thấy mình cần phải vô cùng nặng nề đối với những thứ đến mà đi mất và còn nghe. Thế cho nên chỉ có một việc là thả trôi đời mình vào dòng thánh khi nó mở được mắt pháp như thế này dễ hay khó? Dễ như tróc tay không chịu ngộ dùng <laughs> cho đâu khó khăn chứ đây là thêm thang đi trên đường thánh nghe thứ hai cái điều mình gợi ý ở đây là thế này thưa các vị khi mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị xong hết rồi tu từ ngày từ sáng nay chưa rời niệm lúc nào tôi cũng là người quan sát ngũ quẩn của tôi mà tôi quá là ngũ quẩn thưa các vị đã sẵn sàng như vậy công phu hành trì thuần thục như vậy lực tính càng luôn có mặt như vậy thì cái việc tự nhiên đó là không mơ ước không tham cầu không cầu thánh vị gì cả tự nó tới quả lành tự tới quả thánh tự tới nghe họ chỉ là một người như người nông dân họ gieo lúa nè họ làm cỏ nè họ xịt thuốc nè họ bơm nước nè và lúa đã bắt đầu Đổ đồng đồng bắt đầu nặng ha và bắt đầu chín họ chỉ ngồi đó nhìn mảnh lúa họ và bắt đầu đợi chờ sự thu hoạch không có trông rằng là tại sao lúa tôi nó lâu chín vậy không nó sẽ chín thôi do vậy cho nên khi mọi thứ đã sẵn sàng các vị đã chuẩn bị cho mình đủ những tư cụ cần thiết thì con đường thánh thân thang mở ra và các vị sẽ thành tựu quả vị thánh trong một đời này cho nên đừng hỏi rằng là tôi sẽ chừng nào chứng quả Đừng hỏi rằng là tôi mất kiếp này rồi tôi đi về đâu Hỏi điều này dường như hơi dư nha Hãy hỏi rằng là tôi tu ra làm sao ngay bây giờ Thì cái chuyện thành tựu nó xảy ra ra làm vậy thôi Đây là hai ý gọi ra cho các vị Chuyện thứ ba Thưa các vị ngay lúc các vị chuẩn bị ngay lúc các vị xả ly được lợi dưỡng danh văn thưa đại chúng rằng là ngay hiện thời giải thoát rồi nghe không bị lợi danh không bị những tham muốn tầm thường trói buộc chắc dẫn tất cả những thứ phù du nhỏ nhỏ ấy tự nhiên nó rớt ngay bây giờ các vị đã an lạc đã giải thoát không có bận biểu gì và chuyện lợi dưỡng danh văn cả khen ơi có gì đâu bận tắm Chế, có gì đâu bận Tôi tự biết tôi rõ hơn bất cứ người nào biết về mình Điều này đúng hay sai? Đúng nghe Tôi tu ra làm sao tôi biết tôi tu ra làm vậy Tôi chứng ở tầng nào tôi tự biết chứ mắc gì đâu mà cần phải người khác tôn vinh thưa các vị Này lợi mời gọi không được Danh mời gọi không được Thế thì có cái gì giữa tầng đời này Câu cổ các vị dắt dẫn các vị đi vào con đường hố hàm cực nhọc đâu Do vậy cho nên ngay hiện thời giải thoát tương lai với nền tảng của một tỳ kheo tăng hoặc một người cư sĩ học đòi theo cách tu tập của các thầy như thế này thưa các vị chắc chắn rằng là ngay hiện thời này các vị thành tựu được một nhân cách cao quý giữa tận đời làm mọi việc như trò chơi làm mọi việc vì người nhưng mà cuối cùng quay lưng lại không bận tâm gì về cái chuyện người ta biết mình cũng không mang ơn cũng không không cần thiết. và, dù công lớn của ta cả trùm một quốc gia nhưng ta thấy đâu có gì đâu ghê gớm chẳng qua đó là việc phải làm làm xong rồi thưa các vị vứt hết những cái điều thành quả như đôi dép rách không bận tâm thế thì thưa các vị ngay căn bản đời sống bình thường những con người như vậy đã là những con người được quý trọng của một quốc gia và được cả hành tinh thì ngưỡng mộ chứ không phải một quốc gia đâu nghe thế cho nên thưa các vị tương lai hãy để cho mọi thứ quyết định khi anh có được cái lực dụng của người tu hoàn thiện rồi thì cái chuyện giải thoát sẽ xảy ra và chuyện giải thoát nó cũng sẽ xảy ra cuối con đường tu tập tự nhiên nó là như vậy đây là ba nét chúng ta nói về cái con đường khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì nó sẽ thênh thang đón ta đến thành trì của sự thành tựu thánh trí chứng nghiệm giải thoát thôi cuối cùng cũng có một cái kết nơi đây ba ý ý thứ nhất giá trị một con người được đo bằng trí tuệ và đức hạnh người tu cũng như vậy ý thứ hai một tỳ kheo thành tựu được sự nghiệp giải thoát không chỉ là củ quý giữa nhân gian mà còn là củ quý của chư thiên ý thứ ba hãy xây dựng những nhân lành cần thiết cho công trình thành tựu thánh trí vào ngày mai câu thứ ba này là một giải an ủi nghe <laughs> tại vì hai phần đầu đó là đạt đến sự hoàn thiện của nhân cách một thầy tỳ kheo tròn được thân phận một con người giữa nhân gian nhưng mà ta chưa làm được trong đời này thì đừng có ngại ngần chi tạo tất cả những nhân duyên lành để xây cái nền tảng vững chắc cho con đường thành tựu thánh trí vào ngày mai ý câu đầu giá trị một con người được đo bằng đức hạnh và trí tuệ và với một tiền cao tăng tôi các việc không phải khoác một chiếc áo không phải ở ngôi chùa lớn không phải được thiên hạ tôn minh là ông nọ ông kia chi mà trở thành giá trị thưa các vị giá trị nội tại luôn là trí tuệ và đức hạnh nghe ngoài trí tuệ và đức hạnh đó là cái tầm của một người nhân thế bình thường nơi một tỳ kheo tăng thực sự được gọi là xứng tầm với đệ tử như lai thì phải có chất liệu của sự nghiệp giải thoát tức là có đời sống tâm linh đạt đến chiều kích giải thoát thì mới hoàn thiện được thân phận của một thầy tỳ kheo đệ tử đích thật của như lai chưa đủ điều này chưa đáng gọi một tỳ kheo giải thoát thưa các vị là một cửu ý giữa đời đã đành nhưng mà quan trọng hơn nữa thưa các vị mỗi một thầy tỳ kheo thành tựu sự nghiệp giải thoát thì cả 33 tầng trời chư thiên đều vỗ tay tán thưởng điều này có bị đọc ở trong tăng chi bộ kinh hoặc tương ứng bộ kinh có nghe đức thế tôn một hôm kêu các thầy tỳ kheo bảo rằng này các thầy thỉnh thoảng chư thiên vỗ tay reo mừng cả vùng trời quá ra là có một người phát tâm lành xuất gia thế rồi có một lần chư thiên lại vỗ tay tán thưởng vang cả một vùng trời quá ra là đó là vị tỳ cao phát tâm sống một đời sống ẩn cư tri túc độc hành và xã ly lợi dưỡng danh văn học được pháp tu tập chú trong pháp ngày và đêm để tu tập thì chư thiên cũng rất là mừng thế nhưng mà lần mừng lớn nhất các vị đánh trống diệu pháp đường tập trung chư thiên lại tán thưởng đó là lần đó vị tỳ kheo đón sạch lậu hoặc chứng nghiệm được thánh trí thành tựu giải thoát đây là ba lần chư thiên thỉnh thoảng vỗ tay tán tưởng vang dậy cả cung trời thế cho nên món quà lớn nhất giữa trần đời này không phải là cái chuyện mình tặng của tặng cải đâu nghe món quà lớn nhất giữa đời này đó là cúng dường một thân bạn này cho công trình tu là món quà lớn nhất nhưng ở đây Cảm ơn đại chúng Hạnh phúc nhất Xong một bài học mừng quá Thỉnh chuông hồi hướng